Chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn dịch vụ sửa chữa điện thoại Lumia 430 bị chết nguồn tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến nguồn của điện thoại Lumia 430, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn để được tư vấn, hướng dẫn thay mới, sửa chữa, khắc phục sự cố liên quan đến điện thoại Lumia 430 bị chết nguồn. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Lumia 430, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 750 99 để tư vấn và hướng dẫn thay mới, sửa chữa, bảo hành điện thoại Lumia 430. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Lumia 430 hàng đầu hiện nay.